Hôm nay ngày mùng 5 Tết, tháng riêng năm Tân Sửu, Hoàng Thành Được xin chúc toàn thể mọi người một năm mới sức khỏe, bình an, phát tài phát lộc. Và mở hàng đầu tiên cho đơn hàng đi xa gửi về cho chị Phạm Thị Tuyết Nhung ở Vĩnh Kiên, Yên Bình, Yên Bái, luồn trên không dầu live show màu xanh 8 lít, và em bảo hành là 12 tháng lỗi đổi trả trong 30 ngày. Vẫn như không lệ thì trước khi gửi đi thì đầu xuân năm mới em xin chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, công việc thuận buồm xuôi gió, đắc tài đắc lộc. Và trước khi gửi đi thì em sẽ kiểm tra lại toàn bộ các chức năng của lồi. Đèn đã sáng này, anh gà đã chạy này. Quạt đảo gió nó chạy này. Phía trong nòng nồi tất cả chống dính ok này. Bản thân cái đảo gạt này mình có thể tháo ra, chỉ dùng để rang nạc của các loại hạt hạt ngũ cốc thôi, còn bình thường mình sẽ tháo ra. Tháo ra như này. Lúc nào ở rang thì mình mà răng nạc thì mình nắp vào, còn đâu bình thường khi lướng khi dán mình sẽ tháo ra. Mọi người lưu ý cho em. Và khi mọi chức năng đã kiểm tra ok rồi thì em sẽ dán tem bảo hành có địa chỉ số điện thoại rõ ràng phía sau lồi. Khi các bác mua nồi chiên không dầu thì bên em sẽ free ship toàn quốc, nhận hàng kiểm tra bật lên chạy thử ok mới phải thanh toán. Và khuyến mại đầu năm thì các bác mua nồi chiên không dầu thì em sẽ tặng kèm một chai xịt dầu và môi gỗ. Mọi chi tiết xin liên hệ số máy của Thành Được 0949873111 hoặc đến trực tiếp tại địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội,